Ở nhà bộ dàn của chúng ta đang sử dụng những cái cục chuyển đổi quang rẻ tiền kém chất lượng như thế nào? Đó, chất lượng âm thanh bị suy hao rất rất là nhiều. Và ngoài ra thì còn sản sinh ra những cái tiếng nổ lụp đục đó, những tiếng nổ lụp đục liệt xẹt rất là khó chịu. Và cái độ bền của những cái dòng sản phẩm này thì nó không được cao. Đó, sử dụng được tháng, 2 tháng là chúng ta lại phải thay một cục à. Đó, để mà có được cái sản phẩm mà thay thế, một cái giải pháp thay thế hoàn toàn cái cục chuyển đổi quang này, đó, thì chúng ta chưa biết lựa chọn những chiếc, những cái dòng sản phẩm gì, đó, những cái thiết bị gì. Đó, nếu như chúng ta là người có cái mức kinh phí và cái mức đầu tư mong muốn là trên dưới 2 triệu đồng một chút, đó, thì chúng ta có thể tham khảo đến những chiếc đầu giải mã của Suka Audio. Đây là một trong những cái thương hiệu cho chúng ta những cái thiết bị, những cái sản phẩm nghe nhạc, họ phục vụ chơi audio cũng rất là hay, rất là nổi tiếng. Đó. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta có thể là cân nhắc và cũng như là có những cái sự lựa chọn trong cái tầm giá trên dưới 2 triệu đồng và đem lại cho chúng ta những cái hiệu quả, những cái chất lượng âm thanh nó như mong đợi. Trước tiên thì chúng ta chỉ cần một cái thiết bị chuyển đổi tín hiệu từ cổng quang, từ TV xuống bộ dàn của chúng ta, không cần đến chức năng Bluetooth hay là cắm USB hay là chúng ta kết nối với máy tính, thì chúng ta có thể tham khảo những cái mẫu đầu giải mã như sau đây. Trước tiên thì chúng ta có sản phẩm Suka Q3 Pro. Đây là một chiếc đầu giải mã 24 bit, tần số lấy mẫu có thể lên đến 192 kHz, nó hoàn toàn thay thế được chiếc cục chuyển đổi quang như thế này, rẻ tiền kém chất lượng. Ở đây thì Suka Q3 Pro đó, được trang bị cho chúng ta hệ thống đầu vào cổng quang optical, cổng coaxial là cổng đồng trục, chúng ta có thể kết nối với CD hoặc là các cái đầu TV box, nó cổng PC USB để chúng ta kết nối với máy tính hoặc là TV. Nếu như TV nhà chúng ta có thể xuất được tín hiệu cổng USB thì chúng ta kết nối vào cổng PC USB này cũng rất là hay đó. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý là nếu như TV chúng ta xuất được cổng tín hiệu USB thì mới chơi được cổng USB trên DAC. Cổng quang học đó. Đây là một cái dòng sản phẩm, một chiếc đầu giải mã cũng rất là hay đó, được đánh giá đây là một cái thiết bị ngon bổ rẻ, rất là đáng chơi. Suka Q3 Pro tại cửa hàng âm thanh số VN thì có mức giá là 990.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho quý vị và các bạn. Ngoài ra thì sẽ tặng kèm cho chúng ta một cục nguồn Oppo 5V2A chính hãng, tặng kèm thêm một dây quang ly tông để chúng ta kết nối với TV vào đầu giải mã. Đấy là những cái ưu đãi ở bên cửa hàng âm thanh số VN nhé. Đây là một chiếc đầu giải mã mà không có chức năng Bluetooth, chỉ là kết nối từ cổng quang TV xuống bộ dàn thôi. Đó, cổng đầu ra ở đây là cổng đầu ra hoa sen trắng và đỏ. Đó, chúng ta kết nối cổng quang từ TV vào cổng quang của đầu giải mã và xuất ra âm ly hoặc thiết bị vang đó bằng cổng tín hiệu hoa sen này, rất là đơn giản thôi cách kết nối. Chúng ta muốn chất lượng âm thanh nó vượt trội hơn thì chúng ta có thể tham khảo đến mẫu đầu giải mã Suka Q5N. Nhưng có một cái điều lưu ý cho chúng ta khi mà dùng đến chiếc đầu giải mã Suka Q5N này nhé. Về cái chất lượng âm thanh thì nó sẽ hơn Suka Q3 Pro, nhưng nếu như chúng ta ở nhà chúng ta đang sử dụng TV LG đó, TV LG thì cái hệ thống băng thông nó rất là kén. Khi mà Suka Q5N sử dụng chip giải mã ES của Mỹ đó, sử dụng với TV LG thì sẽ gây ra những cái tiếng nổ lụp đục đó, những cái tiếng lèo xèo. Đây là cái hệ thống băng thông của TV LG nó không tương thích với dòng chip giải mã ES của Mỹ đó, đấy là một cái lưu ý nhé. Suka Q5N thì cũng giống với Q3 Pro, cũng trang bị cho ta đầu vào cổng quang, cổng PC USB và cổng kết nối coaxial đó, và có đầu ra là hoa sen trắng và đỏ như thế này, không có Bluetooth. Nhưng có một cái điều khác biệt giữa Suka Q3 và Q5N. Q3 Pro thì chúng ta không thể chơi OTG qua cổng PC USB, nhưng Q5N thì có thể nhé. Chúng ta có thể là cắm dây OTG chơi với những ứng dụng nghe nhạc mạng online như Tidal hay Qboost thì cũng rất là hay. Đó, đấy là cái về cái Suka Q5N. Suka Q5N thì tại cửa hàng âm thanh số VN đang có cái giá khuyến mại là 1.500.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc và tặng kèm cho chúng ta dây quang ly tông của Mỹ. Q5N thì được có được trang bị một cái cục nguồn adapter đi kèm rồi,
cho nên là chúng ta không cần sử dụng đến cục nguồn 5V 2A nữa đó. Và tiếp theo là nếu như chúng ta có cái nhu cầu mà sử dụng đến cái chức năng Bluetooth đó, sử dụng đến chức năng Bluetooth và chuyên sâu hơn, chúng ta chỉ chuyên dùng đến chức năng Bluetooth thôi, thì chúng ta có thể tham khảo đến mẫu đầu giải mã Suica V1 Pro. Đó, Suica V1 Pro là một chiếc đầu giải mã làm mạnh về cái chức năng Bluetooth. Đó, Bluetooth 5.0, đó, Bluetooth 5.0 sử dụng con chip giải mã QCC5125, một con chip Bluetooth cao cấp nhất hiện tại. Tần số lấy mẫu, em xin lỗi, cái phạm vi kết nối có thể lên đến từ 15 đến 20 mét, rất là ổn định và hay. Đó. Chiếc đầu giải mã này thì rất là nhỏ gọn, đó. Rất là nhỏ gọn, có hệ thống đầu vào là cổng quang, cũng có hệ thống đầu vào cổng quang optical. Đó. Chúng ta vẫn có thể là vừa nghe nhạc mạng từ YouTube trên TV, vừa bắt Bluetooth kết nối với đầu giải mã. Đó, rất là tiện đúng không ạ? Có đầu vào cổng quang nhé. Và ngoài ra thì cổng xuất tín hiệu ra ở Suica V1 Pro thì có trang bị hai cái hệ thống đầu ra, cổng hoa sen trắng và đỏ và cổng quang ngao. Đó, để chúng ta có thể là xuất từ đầu giải mã xuống thiết bị vang đó, hoặc là những chiếc âm ly mà có cổng quang vào đó. Nhưng mà khuyến cáo là chúng ta xuất tín hiệu bằng cổng hoa sen nó sẽ hay hơn là xuất tín hiệu bằng cổng quang đó, xuống bộ dàn. Đấy là Suica V1 Pro chuyên về Bluetooth. Và tiếp theo thì chúng ta muốn một cái thiết bị mà có kết nối Bluetooth, có kết nối cổng quang và đặc biệt là còn có thể là chỉnh bát chép, đọc trực tiếp USB, nhạc lossless chất lượng cao, thì Suica Q4 là một cái giải pháp và cũng như là một cái thiết bị rất là hay đáp ứng cho chúng ta những cái nhu cầu như vậy. Có chức năng Bluetooth, hệ thống Bluetooth 5.0 sử dụng con chip giải mã, em xin lỗi, sử dụng con chip Bluetooth Qualcomm QCC5125. Có cổng quang để chúng ta kết nối với TV hoặc là Smart TV, thích ứng với tất cả các dòng TV trên thị trường. Ngoài ra thì có một cái điều rất là hay của Suica Q4 là đọc trực tiếp USB, nhạc lossless chất lượng cao, dung lượng có thể lên đến là 128GB. Tất cả các cái file nhạc lossless hiện nay trên thị trường có như là đuôi W3V hay là đuôi F-Lux. Đó, Suica Q4 hoàn toàn đọc được hết. Đó, đấy là một cái rất là hay của Suica Q4 nhé. Có USB này, có cổng quang này và đọc trực tiếp nhạc USB lossless chất lượng cao. Đây là một cái điều rất là tiện lợi và rất là hay. Ngoài ra thì còn có thể là chỉnh bát chép được nữa. Đó, có thể chỉnh bát chép được nữa. Đó. Ở Suica Q4 này thì tại cửa hàng âm thanh số VN thì đang có giá là 1.4 triệu. Đó, 1.4 triệu là sẽ tặng kèm cho ta nguồn Oppo chính hãng và dây quang ly tông. Đó. Vì sử dụng nguồn điện 5V, chính vì vậy thì sẽ có cùng nguồn 5V 2A chính hãng của Oppo. Cửa hàng âm thanh số VN sẽ tặng kèm cho quý vị và các bạn, dễ dàng sử dụng hơn. Còn Suica V1 Pro thì đang có cái giá khuyến mại là 1.450.000 đồng, 1.450.000 đồng, miễn phí ship và cũng sẽ tặng kèm những cái phần quà như là cục nguồn và dây quang ly tông. Đó, để cho chúng ta về chúng ta chỉ việc kết nối, chỉ việc sử dụng thôi, không phải mua bất cứ cái phụ kiện kết nối nào nữa. Đó. Và cái nhu cầu tiếp theo là nếu như chúng ta cần một cái dòng đầu giải mã mà vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Đó, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Đó, cho ta những cái độ uy lực về cái tiếng bass. Uy lực về tiếng bass và sạch sẽ gọn gàng cái chất lượng âm thanh. Thì Suica Q5 Pro đây là một chiếc đầu giải mã rất là nổi tiếng và đang được bán rất là chạy tại cửa hàng âm thanh số VN nhé. Một chiếc đầu giải mã toàn năng, có đầy đủ cho chúng ta có thể là Bluetooth này, Bluetooth 5.0 này. Đó, cổng PC USB kết nối máy tính hoặc cắm OTG với điện thoại. Cổng quang kết nối với TV, cổng Coaxial kết nối với CD hoặc các cái thiết bị như TV box. Cổng tín hiệu đầu ra xuất ra là cổng tín hiệu AV trắng và đỏ. Đó, sử dụng nguồn điện 12V có cùng nguồn đi kèm. Đó, đây là một chiếc đầu giải mã rất là nổi tiếng, có cái tiếng bass rất là đầm và sâu, phù hợp cho chúng ta vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Và chiếc đầu giải mã Suica Q5 Pro tại cửa hàng âm thanh số VN đang có cái mức giá giao lưu với quý vị và các bạn là 1.900.000 đồng, sẽ tặng kèm dây quang ly tông của Mỹ. Đó, và tất cả chiếc đầu giải mã tại cửa hàng âm thanh số VN sẽ được tặng kèm dây quang đó và miễn phí vận chuyển. Ngoài ra thì sẽ có
tặng kèm 500 bài nhạc lốt lét chất lượng cao, em sẽ gửi trực tiếp qua Zalo để chúng ta có thể trải nghiệm cùng với DAC. Đó, đấy là cái ưu đãi tại cửa hàng âm thanh số VN khi chúng ta mua hàng của em. Đó, và nếu như chúng ta là một người nghe nhạc, thường xuyên nghe nhạc ở trên máy tính, và có cả cổng quang, có yêu cầu cả Bluetooth, đó, và thi thoảng chúng ta có thể là hát live stream, đó, có hát live stream và có thể là stream nhạc ở trên cái DAC, thì sản phẩm Suka Q5 Plus, đó, Suka Q5 Plus là một cái sản phẩm đầu giải mã 32 bit chơi nhạc DSD 256, nó có thể cho chúng ta tiếp cận được cái nguồn nhạc số từ máy tính, đó, rất là hay. Đây là một chiếc đầu giải mã có thể là cho chúng ta cái chức năng là stream nhạc, đó, hát karaoke, đó, stream như chúng ta là thường là hát live stream đấy. Đó, nếu như chúng ta là một người hay hát live stream trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì chúng ta có thể tham khảo đến mẫu đầu giải mã 32 bit của Suka Q5 Plus này nhé. Chiếc đầu giải mã này rất là hay, có cổng kết nối Bluetooth 5.1. Đó. Cái Bluetooth 5.1 thì cái tốc độ truyền tải tín hiệu nó sẽ tốt hơn là Suka, tốt hơn là những chiếc đầu giải mã có Bluetooth 5.0. Đó, nó chỉ là tốc độ truyền tải nó nhanh hơn thôi, nó tốt hơn thôi. Chứ còn thực ra thì về cái chất lượng âm thanh thì nó sẽ như nhau, không khác nhau gì về cái chất lượng âm thanh. Đó. Và cổng PC USB này, đây là một cổng rất là hay, chơi nhạc DSD 256 chúng ta có thể cắm vào máy tính hoặc cắm OTG vào điện thoại, rất là hay nhé. Đó. Và các cổng kết nối còn lại như là cổng quang hay là cổng coaxial thì cũng như chiếc đầu giải mã khác, chúng ta có thể là kết nối với TV hoặc là CD. Đó. Đầu giải mã Suka Q5 Plus thì thích ứng với tất cả các dòng TV hiện tại đang có ở trên thị trường. Đó, và đây chiếc đầu giải mã Suka Q5 Plus này thì tại cửa hàng âm thanh số VN đang có cái mức giá là 2.450.000 đồng. Đó, 2.450.000 đồng miễn phí vận chuyển và tặng dây quang cho chúng ta. Và cái nhu cầu và cũng như cái sự lựa chọn vừa rồi thì có thể là chúng ta cũng nắm và cũng như là có sơ lược được cái nhu cầu và cái sự lựa chọn của chúng ta. Nếu như chúng ta chỉ cần kết nối từ cổng quang TV, không cần đến Bluetooth thì chúng ta có thể tham khảo đến mẫu Suka Q3 Pro hoặc là Q5N. Nếu như chúng ta không có sử dụng TV LG thì chúng ta có thể chọn Suka Q5N để cho cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn. Đó, nếu như chúng ta là có sử dụng TV LG thì chúng ta chơi đến Q3 Pro. Đó, đây là cái về cái vấn đề mà không cần Bluetooth nhé. Tiếp theo về cái vấn đề Bluetooth. Đó, vấn đề Bluetooth, nếu như chúng ta chuyên về Bluetooth, đó, chúng ta sử dụng nhiều đến cái chức năng Bluetooth thì chúng ta lựa cái Dark V1 Pro. Đó, Suka V1 Pro, đây là một cái đầu giải mã chuyên về Bluetooth cũng rất là hay, giá là 1.450.000. Đó, và nếu như chúng ta cần Bluetooth, cần cắm cổng quang và chúng ta có USB nhạc lốt lét chất lượng cao thì chúng ta có thể sử dụng đến mẫu đầu giải mã Q4. Đó, đây là một chiếc đầu giải mã cũng rất là hay, có kết nối Bluetooth này, có cổng quang này và đọc trực tiếp USB nhạc lốt lét chất lượng cao và đặc biệt là chỉnh bass chép. Đó, nếu như chúng ta là có một cái bộ dàn vừa hát karaoke vừa nghe nhạc, đó, cần cái tiếng bass nó đầm, đó, cái nội lực nó đầm và cái chất lượng âm thanh nó sạch sẽ, đó, nó bong bật và nó chi tiết thì chúng ta có thể chọn đến Suka Q5 Pro. Đó, đây là một chiếc đầu giải mã rất là hay và nổi tiếng, giá là 1.900.000 nhé. Đó, và chúng ta là một người chuyên về chơi máy tính và hát live stream thì chúng ta có thể là chọn Suka Q5 Plus, đó, chơi nhạc DSD 256. Và video clip của em xin phép được tạm dừng tại đây. Nếu như chúng ta có cái thắc mắc hay là cũng như là có cái vấn đề gì cần cửa hàng âm thanh số VN tư vấn kỹ hơn, chúng ta có thể liên hệ đến số điện thoại hotline 0826 110099. Đó, em có để ở phía dưới góc màn hình. Đó, video clip của em xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và cũng như là ủng hộ kênh YouTube của em. Xin chào và hẹn gặp lại.